Chào mừng các bạn quay trở lại với series Câu chuyện doanh nghiệp và mình là Việt Hoàng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cổ phiếu từng làm mưa làm gió trên thị trường khi được rất nhiều các quỹ đầu tư săn đón, đó chính là cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động. Liệu giai đoạn hiện tại đã là giai đoạn xấu nhất của cổ phiếu MWG này hay chưa? Thì báo cáo kết quả kinh doanh gần nhất của Thế Giới Di Động là báo cáo 5 tháng đầu năm 2023, trong đó ghi nhận doanh thu chạm đáy khi đạt 47.000 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Công ty không còn công bố số liệu lợi nhuận mà chỉ công bố doanh thu và cơ cấu doanh thu. So với tháng 4, doanh thu Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh cho thấy sự phục hồi khi doanh thu tháng 5 tăng 4% so với tháng 4, nhưng vẫn ghi nhận giảm 14% so với cùng kỳ 2022. Riêng Bách Hóa Xanh khả quan hơn khi doanh thu lũy kế 5 tháng đầu năm tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, bất chấp kết quả kinh doanh xấu, kể từ khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm, giá cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động liên tục tăng mạnh. Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 5 được công bố từ giữa tháng 6, thì từ thời điểm đó đến hiện nay, cổ phiếu MWG đã tăng hơn 20% lên sát ngưỡng 50.000 đồng một cổ phiếu. Vậy thì tại sao lại có nghịch lý này? Phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư rằng hàng loạt hoạt động kinh doanh của Thế Giới Di Động đã chạm đáy và sẽ sớm phục hồi. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Cụ thể về mặt vĩ mô, nhiều công ty phân tích rằng giai đoạn xấu nhất của ngành bán lẻ có thể đã qua và kỳ vọng sự phục hồi nửa cuối năm 2023. Đồng thời hàng loạt các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ sản xuất cũng như người tiêu dùng đã được chính phủ ban hành và đồng loạt có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 2023, tức là từ giữa năm 2023 trở đi. Có thể kể đến như chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% đối với một số nhóm hàng hóa bán lẻ. Cuối quý 3 2023 có thể là điểm rơi thích hợp cho các doanh nghiệp bán lẻ bứt phá sau khi có đủ thời gian thẩm thấu các chính sách. Đây cũng là thời điểm mẫu iPhone mới ra mắt và kỳ vọng sẽ giúp hoạt động mua sắm bán lẻ ấm dần trở lại. Với hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh của Thế Giới Di Động, doanh nghiệp này xử lý tốt được hàng tồn kho trong giai đoạn nửa đầu năm, quản lý tốt chi phí và giữ vững được thị phần sẽ có sức bật tốt hơn khi sức mua người tiêu dùng phục hồi quay trở lại. Thì mọi người có thể quan sát trên hình, trong suốt giai đoạn 4 quý gần đây nhất thì lượng hàng tồn kho của Thế Giới Di Động liên tục sụt giảm, cho thấy khả năng quản trị hàng tồn kho của MWG là cực kỳ tốt. Dù kết quả không như kỳ vọng trong tháng 5 tháng đầu năm, các yếu tố sớm nhất đối với mảng bán lẻ ICT đã đi qua, các chính sách hỗ trợ của chính phủ như tăng lương cơ bản hay là giảm thuế VAT sẽ giúp ngành bán lẻ phục hồi dần. Cùng với kỳ vọng vào việc cải thiện doanh thu trong đợt bán iPhone vào quý 4 tới sẽ là động lực giúp ngành bán lẻ vượt qua khó khăn. Với Bách Hóa Xanh, quá trình cải tổ Bách Hóa Xanh vẫn đang đi đúng hướng và có nhiều tín hiệu tích cực. Chuỗi cửa hàng thay đổi định vị từ chợ hiện đại thành siêu thị mini, đơn giản mô hình cửa hàng chỉ giữ lại 150-200m², giảm số lượng sản phẩm, chỉ giữ lại mặt hàng có tần suất tiêu dùng cao và phát triển phần mềm máy tính, thay thế con người trong việc ra quyết định. Kết quả trả lại rất tích cực. Những cải tổ này giúp Bách Hóa Xanh có kết quả khả quan. 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu lũy kế của chuỗi này đạt hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng đều từ mức 1 tỷ đồng trên một cửa hàng đã tăng lên 1,4 tỷ đồng trên một cửa hàng, tức tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì theo ước tính, Bách Hóa Xanh chỉ còn cách điểm hòa vốn khoảng 100-200 triệu đồng trên một cửa hàng. Và EBIT của Bách Hóa Xanh năm 2023 chỉ lỗ 1.000 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ 2.700 tỷ đồng năm 2022. Và bên cạnh đó, kỳ vọng giảm lỗ của Bách Hóa Xanh trong 2023 đến từ việc loại bỏ 580 tỷ đồng chi phí một lần của việc đóng cửa hàng, cải thiện biên lợi nhuận gộp và cắt giảm chi phí logistics. Dù nhiều khả năng hoạt động kinh doanh đã chạm đáy và dần phục hồi, nhưng vẫn còn quá sớm để nói Thế Giới Di Động đi qua khó khăn. Với Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, một báo cáo của CCS Insight đã đánh giá thị trường điện thoại di động toàn cầu được dự báo sẽ trải qua một năm khó khăn hơn nữa vào năm 2023, và doanh số bán hàng năm 2023 ước chỉ đạt 1,35 tỷ chiếc, thấp nhất trong một thập kỷ qua và giảm 4% so với năm 2022 vốn đã thấp trước đó. Điều này cho thấy việc sức mua của người tiêu dùng suy giảm đã được phản ánh vào trong kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là kế hoạch sản xuất điện thoại. Và tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP chậm cùng những nỗi lo về lạm phát đã khiến người dân thận trọng hơn trong việc chi tiêu. Và theo khảo sát của PwC, vào tháng 4 2023, 62% người tiêu dùng Việt Nam trả lời rằng họ dự kiến sẽ cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết. Trong đó 38% người tiêu dùng dự kiến sẽ chỉ chi tiêu ít đi cho mặt hàng thiết bị điện tử, đứng thứ 3 trong danh sách chỉ sau du lịch và hàng hóa xa xỉ. Những yếu tố trên cho thấy mảng đồ công nghệ của MWG, chủ đạo của hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn. Từ tháng 4 2023, Thế Giới Di Động đã tham gia vào cuộc chiến giảm giá đối với các sản phẩm ICT và ký kết mở bán đặc biệt đối với một số mẫu điện thoại giá rẻ như Xiaomi
hay Realme nhằm kích cầu tiêu dùng ở phân khúc thấp. Bước đi này đã giúp Thế Giới Di Động tăng trưởng doanh thu hàng tháng trong bối cảnh thị trường chung suy giảm. Thì trước đó, chênh lệch giá bán giữa Thế Giới Di Động và những cửa hàng bán lẻ bên ngoài tương đối lớn. Điều này hình thành nên một thị trường để những đối thủ cạnh tranh bên ngoài tham gia vào. Tuy nhiên, khi mà Thế Giới Di Động tuyên bố là giá bán sẽ bằng đối với các doanh nghiệp bán lẻ bên ngoài, thì lúc này cái lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ bên ngoài sẽ không còn nữa và MWG sẽ tăng được thị phần từ đó. Với vị thế là nhà bán lẻ hàng đầu, Thế Giới Di Động sẽ có lợi thế để đàm phán về giá nhập và quyền đặt giá với các sản phẩm độc quyền. Tuy nhiên, mặt trái của việc này sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của Thế Giới Di Động và điện máy xanh trong dài hạn. Thị trường và giai đoạn khó khăn là cơ hội để các doanh nghiệp uy tín có tiềm lực tài chính lớn như MWG chiếm lĩnh thị phần từ các đối thủ cạnh tranh. Với Bách Hóa Xanh, mặc dù hoạt động cải tổ mang lại hiệu quả nhất định, MWG vẫn cần thêm thời gian để chứng minh được hiệu quả của chiến lược kinh doanh cũng như khả năng đưa chuỗi Bách Hóa Xanh đạt điểm hòa vốn cho năm 2024. Kết luận có thể thấy được những gì xấu nhất về kết quả kinh doanh của Thế Giới Di Động đã được phản ánh trong nửa đầu năm 2023 khi mà số liệu kết quả kinh doanh tháng 5 đã có sự cải thiện so với tháng 4. Chuỗi Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động vẫn đi đúng hướng khi tiếp tục ghi nhận tăng trưởng về doanh thu. Tuy nhiên, ngắn hạn có nhiều thách thức và quá trình phục hồi sẽ kéo dài. Các bạn nghĩ sao về cổ phiếu MWG? Hãy để lại comment bên dưới cùng nhau trao đổi. Và mình là Việt Hoàng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video.